Hai cả nhà, bác Ngọc đây. Hôm nay Ngọc sẽ báo giá xe của MX King nè và 155. Tại vì có nhiều bạn quan tâm hay nhắn tin hỏi Ngọc là giữa hai dòng này thì không biết chọn dòng nào. Thì bây giờ đây Ngọc sẽ báo giá nha. Bên tay trái của Ngọc đây là MX King màu đỏ. Phiên bản này là phiên bản 2021 tem mới nha các bạn. Cái mẫu này nó sẽ thay thế cho cái mẫu màu đỏ mà đằng trước có màu xám á các bạn. Cái mẫu đó nhiều khách hỏi á, nhưng mà mẫu đó là hôm nay đã bỏ mẫu rồi. Thì hiện tại chỉ còn cái mẫu này thôi. Em này thì màu giấy tờ sẽ ra màu đỏ đen nha các bạn nha. Em MX King nhập Indo. Em này hiện tại bên Ngọc đang bán với giá là 43 triệu đồng. Là giá xe đã giảm 1 triệu so với khoảng một tuần trước đó rồi. Nếu mình có dự định mua góp em này á thì đưa trước cho em từ khoảng 7 triệu trở lên là được. Nếu mà các bạn có khả năng mình trả luôn 50% giá trị xe để lấy nhà mình đó. Lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn ha. Về phần giấy tờ trả góp thì mình mang theo giúp em chứng minh bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu là được. Đây, ở đây là Ngọc có 155 phiên bản khóa thông minh ngang màu trắng đỏ. Em này hiện tại là Ngọc còn màu đỏ nhám với lại màu đen nhám nữa ha. Thì em này hiện tại em đang bán với giá là 45 triệu đồng. Nếu mà các bạn tài chính còn eo hẹp á, mua trả góp thì trả trước em khoảng 7-8 triệu là được nha. Trên tay em là đang cầm cái này nè, các bạn cùng quan sát nha. Cái này là sẽ sử dụng cho Vision 2021 và 155 phiên bản khóa thông minh. Đây, các bạn cùng quan sát. Cái này là giờ mình cầm vô đây để xài điện thoại nè các bạn. Đó, mình ấn mạnh vô. Đó, là nó sẽ vô ha, để xài điện thoại nha. Đây, cái này là mình ghim xài điện thoại vô đây là sẽ sạc được nha. Bây giờ thì Ngọc sẽ nói sơ qua về cửa hàng của Ngọc, nằm ở Bến Cát, Bình Dương nha các bạn. Thì khi mà các bạn đến cửa hàng á, nhớ nói lại là có biết Ngọc qua YouTube và có liên hệ trước với Ngọc sẽ được giảm giá xe cũng như là được hỗ trợ chi phí đi lại. Tại vì là các khách ở xa tới mà không biết cửa hàng cứ chạy lên tới khu du lịch Đại Nam alo cho Ngọc, sẽ có nhân viên ra đón các bạn về đây. Ngọc sẽ trực tiếp hỗ trợ các bạn làm hồ sơ nha. Giá xe Ngọc báo ở đây là chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Chi phí lăn bánh thì liên hệ Ngọc nha, 038 979 3379, Ngọc sẽ hỗ trợ cho các bạn. Mình có quan tâm hay thắc mắc về xe gì nè, muốn Ngọc quay xe gì thì để lại comment, rồi clip sau Ngọc sẽ quay cho các bạn nha. Hôm nay Ngọc sẽ báo giá nhanh tới đây thôi để cho các bạn có thể chọn lựa được một em xe ưng ý. Có gì ngày mai Ngọc sẽ quay tiếp. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.